Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi động, phong phú, nhiều hy sinh gian khổ của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có 2 lần về thăm quê hương. Toàn bộ tâm trí, sức lực và cả cuộc đời cao đẹp của người hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Vậy nhưng, ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, quê hương Nghệ An, quê hương Nam Đàn luôn tha thiết, canh cánh và đau đáu trong tim Bác. Tỉnh Nghệ An, quê hương nghĩa trọng tình cao, luôn canh cánh trong bữa ăn giấc ngủ của Bác. Chỉ 15 ngày sau khi Bác đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người có thư riêng gửi các đồng chí bản tỉnh với lời căn dặn ân cần, lòng mong mỏi và nỗi nhớ thương tha thiết. Do bận trăm công nghìn việc, Bác chỉ có 2 lần về thăm quê hương. Ngày 14 tháng 6 năm 1957, Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ nhất. Bên đồng chí và người thân, người xúc động nói: quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Người không quên lối đi nhỏ năm xưa, cây bưởi trĩu quả trước nhà, hàng cau cây mít, bờ tre phía sau, hàng dâm bụt thân thuộc, đặc biệt là chiếc võng tuổi thơ, chiếc dương gỗ nhỏ và khung cười của mẹ, chiếc phản gỗ và mấy pho sách của cha. Gặp lại đồng bào quê hương, Bác rất xúc động. Người bắt tay, vẫy chào bà con. Vẫn giữ cho mình giọng Nghệ nặng nặng trầm ấm, Bác trải lòng với nhân dân quê nhà. Người ta về thăm quê thì mừng mừng tủi tủi. Tôi về thăm quê thì chỉ thấy mừng mừng. Là vì bây giờ nước ta được độc lập tự do, nhân dân được sống cuộc sống hạnh phúc. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, các cháu được học hành. Ở những nơi Bác đến thăm, Bác khen ngợi những thành tích mà nhân dân quê nhà đã đạt được và nhắc nhở đồng bào và cán bộ phải ra sức phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, các ngành nghề khác. 4 năm sau, ngày 8 tháng 12 năm 1961, Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Đây là chuyến thăm mà người đã hứa với đảng bộ và nhân dân quê nhà trong chuyến thăm lần thứ nhất là nếu đảng bộ và nhân dân làm tốt khâu sản xuất và xây dựng đảng thì Bác sẽ về thăm lần nữa. Cùng với 2 chuyến về thăm quê ngắn ngủi vào năm 1957 và năm 1961, Bác còn gửi 28 bức thư về quê nhà. Mỗi lần các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ ở quê ra Hà Nội công tác, nếu có điều kiện, Bác đều gặp gỡ, ân cần hỏi thăm về quê hương. Trong bức thư cuối cùng, ngày 21 tháng 7 năm 1969, gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bác đã căn dặn cán bộ, đảng viên cần khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng đảng, góp ý kiến về việc chọn người vào đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo để mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân ngày càng thêm gắn bó. Nghệ An cần tăng cường khôi phục và phát triển kinh tế, hết sức chăm lo đời sống nhân dân. Cuối thư, người viết: Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Bác mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. Khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Bác, ngày nay Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt. Kinh tế tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng giáo dục của tỉnh có chuyển biến tiến bộ vững chắc và toàn diện. Đảng bộ và nhân dân Nghệ An coi đây là những hành động thiết thực dâng lên Bác và hứa mãi học tập và làm theo tấm gương của người, mãi xứng đáng là quê hương của người, nơi mà người luôn đau đáu trong tim. Thưa quý vị và các bạn, khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Bác, ngày nay, Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là một trong những địa phương tổ chức tốt và triển khai có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!